Hôm nay tôi đã cài mod làm cho cảnh sát có thể bắt tôi vào tù, và liệu cuộc vượt ngục của tôi thành công hay thất bại thì đây chính là câu trả lời. Xin chào mọi người, hiện tại tôi đang ở trong tù. Tuy là tôi làm rất nhiều việc thiện như là đấm bay cái răng sâu của cái ông kia, và bắt những thằng chạy xe máy mà không đội mũ bảo hiểm. Mặc dù tôi làm những việc đó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà không hiểu sao mà tôi vẫn bị bắt. Ô lý vãi thề. Thì đây là cái nhà tù tôi sẽ ở. Nó chỉ có một cái giường thôi, mà chả có một cái gì hả. Chung là cái tường thép mà một cái cửa sổ tôi có thể nhìn ra. Wow, cũng khá là ok. Và đây là mấy anh thanh niên hàng xóm của tôi đây. Đây là khu nhà tù, hai cái camera, một cái đồng hồ. Nói chung là phòng nào cũng như phòng nào cả. Riêng cái phòng này là có hai người đánh gọi là đánh trống thôi. Wow, hay đấy, đánh hay đấy. Không, anh em cứ nghĩ đây là bạo lực, nhưng không, đây là màn chào hỏi của chúng tôi thôi. Chào hỏi đơn giản ấy mà. Không, màn này chào hỏi hơi nhanh thì phải. Tôi sẽ cho anh em xem cái chỗ tôi thường đi tắm và hay sinh hoạt. Nó chỉ đằng sau cánh cửa đó thôi. Đây, cái chỗ này đây. Đây là sự kết hợp giữa nhà tắm và nhà vệ sinh. What the f*** is this? Yo, theo như tôi suy đoán là có vẻ là trong cái nhà tù này có một thằng bị tiểu đường. Anh em có thể thấy con nội nào tiểu ra nước màu xanh hay không? Chắc chắn là cái thằng này nó bị tiểu đường rồi. What the f***? Chúng mày đang làm gì vậy? Người ta đã có câu rồi: người làm sao tao làm vậy, người làm bậy tao cũng làm theo. Ê, cho tao tham gia với. Thì anh em cũng biết rồi đó, ở trong phòng tắm hay là ở trong cái nhà tù này thì cũng khá là ngột ngạt. Chúng ta cần ra ngoài ấy. Thông qua hai cái cảnh sát này tôi mới có thể ra ngoài được. Đây là cái sân tôi thường ra nhất, và cô tôi cũng hay chơi bóng rổ lắm. Mặc dù là không có cái rổ nào hết. Ở đây mọi người cũng khá là thân thiện. A few minutes later. What the f***? Thôi mấy anh trai, đừng. No. Please. Làm sao tôi có thể chơi lại cái lũ này chứ hả? Nhìn tôi thân hình vậy mà nó cứ xấu muối cơ. Mày bước vô đây. Mày bước vô đây. Chúng mày bước vô đây tay không nè. Gần càng già càng cay nha con. Mày gì? Bố. Ui. Ui. Nope. Ui. Thôi. Được. Nope. Ui. Bước vô. Bước vô. Bước vô. Bước vô. Bước vô không? Bước vô. Bước vô. Mày chưa thấy skill đấm liên hoàn của tao hả? Mày không sợ tao luôn à? Mày thấy hai thằng kia không? Tuổi trẻ chưa trải sự đời. Tuổi trẻ. Tuổi trẻ chưa trải sự đời này. Nhớ đấy nha con. Và đây, wow, có thể đây là cái nơi gọi là tụ tập ok nhất. Đây là phòng gym đấy mọi người. Mà làm sao tôi có thể vô được nha. Đây, cánh cổng này đây. Wow. Nói chung là muốn có thân hình xấu muối và khỏe mạnh thì anh em phải tập gym. Thế thôi, tôi cũng phải tập một vài động tác cái đã. Ê cô, tập gì yếu như vậy? Wow, ở đây là một cái vườn cây. Tôi có thể vô trồng cây bất cứ lúc nào mọi người ạ. Để tôi vô thử coi. Đâu rồi, cái cổng đây rồi. Wow, khá là ngon lành nha. Cuộc sống nói chung là cũng đầy đủ đấy. Có cây đang này. Ui, cây gì đây, nhìn giống thế nhờ. Đây là cái phòng mà chúng ta có thể gọi điện cho vợ con. Nhưng mà tôi không có vợ con. Nói chung là gọi điện thì cũng khá là mệt, nên là tôi đi kiếm một ít đồ ăn đấy. Đây là những thứ mà gọi là có thể phục vụ cho tù nhân. Nhìn như fast food đấy, nhưng mà cũng ngon, hấp dẫn. Mày cút mẹ mày đi xuống mặt ngay. Wait, wait, wait. What the fuck? Ủa mấy thằng này ăn xong gì kỳ vậy? Anh đánh đúng không? Em muốn vô đây em ăn mà anh vậy đó hả? Ông, anh coi sao chứ ông nội bán hàng cũng bị gì được à. Ông cứ làm cái hành động gì ấy. Thằng đó bị thiểu năng đấy. Ok, em chỉ nhắc nhở nhẹ cái thôi. Thì nói chung vào tù thì tôi cũng làm chùm bà rồi. Tại vì lúc chưa vào tù ở ngoài tôi cũng khá là khủng bố ấy. Không có thằng nào chơi được đâu. LOL. 3 weeks later. Tôi cứ chằn chọc mãi, bởi vì tôi đã quá chán ngán với cuộc sống trong tù rồi mọi người ạ. Làm chùm thì tôi chả sợ nào hết, nên là nó cũng đâm ra nó chán. Cho nên hôm nay tôi sẽ quyết định đi vượt ngục. Vượt ngục. Vượt con. Thì đây chính là thằng bạn của tôi. Nó có thể giúp tôi ra khỏi nhà tù này. What the f***? 5 triệu đô á. Mày đùa tao à? Tiền đéo đâu. Thôi, tôi sẽ đi tìm cách khác mọi người ạ. Ở đây có một cái đường. Wait, 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 wait. Sao ông nội này cứ gặp tôi là ông dí tôi thế nhờ? Đây là nơi nào? Come on. Ôi, có xe buýt, có xe buýt. Oh my god, oh my god. Chúng ta có thể lên, chúng ta... Ui. Thôi, nó phát hiện rồi, nó phát hiện rồi, nó phát hiện rồi. Let's go, let's go, let's go. Được không? Được. Lên máy, lên máy. Come on. Come on!
Lên rồi, lên rồi, lên rồi. Ê, nó có súng, nó có súng, nó có súng, nó có súng. Oh shit, oh shit. Nhiều thế, thôi, 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 thôi. Mở cửa, open the f*** door, nope. Không được, không được. Cửa này không được, chúng ta cần đi cửa khác. Không ngờ, bọn cảnh sát là để xe buýt lêu lỏng như vậy. Đừng cục ơi. Thôi. Come on, come on. Đi nào vậy? Kế hoạch cướp xe buýt của tôi có vẻ là không ổn tí nào rồi. Mày vẫn lấy tao 5 triệu luôn à? Thôi bớt cho tao xíu đi. Bớt bớt cái gì? Không có bớt. À, thế là thôi. Tao tự đi kiếm tiền. Giờ tôi phải đi kiếm tiền thôi mọi người ạ. 5 triệu không phải là số tiền quá lớn. À nhầm, ý tôi là quá nhỏ. Nhưng mà tôi tin chắc là bằng sự nỗ lực và cố gắng của tôi có thể kiếm được 5 triệu. Nhớ đấy nha con. Tôi bắt đầu làm ở xưởng giặt đồ và cửa hàng bán đồ ăn. Nhưng làm không được bao lâu tôi bắt đầu đi chấn lột. Ê mấy thằng kia nghe nói mày có tiền nhiều lắm nha. Nope. Được tao tiền không? Có tiền không? Có thuốc là có tiền đúng không? Mày mơ nha. Hết tiền cũng được. Không sao. Mày có tiền không? Nói tao tiếng. Không thì nói không. Hút thuốc tốn thời gian của bố mày. 2000 years later. Đây tiền của mày đây. Ơ à, cái gì màu trắng thế kia? Thôi xong rồi. Ôi tôi có kỹ năng gì nè mọi người? Là do bạn đưa đồ đấy bạn ạ. Có vẻ đây là kỹ năng của cái thứ bột màu trắng. Come on, I'm gonna dead, I'm gonna dead. Where the f*** is it? Where the f*** is it? Come on, chúng ta phải khác thoát ra khỏi chỗ này. Chúng ta phải thoát ra khỏi chỗ này. Let's go. Có vẻ là tôi sẽ leo lên cái nóc nhà. Come on, come on. Giờ chúng ta sẽ đi đâu? Cửa này open, open it. Dang it. Come on. Có vẻ là những tòa nhà này tôi có thể leo qua đấy. Let's go, let's go, let's go. Go. Secure. Ok. Liệu tôi có chết khi nhảy xuống đây không nhỉ? Hình như tôi đi nhầm đường rồi đấy. Come on. Đây, tòa nhà này đây. Có vẻ là ổn đây. Nhảy xuống thôi, nhảy xuống, nhảy xuống, nhảy xuống. Ok, let's go, let's go. Rồi nhảy xuống cái máy dưới đây. Let's go, let's go. Ui, ra được, ngon. Mong là tôi có thể thoát ra được cái khúc này. Rồi, kẹt bà luôn. A few moments later. Ôi, tôi nhớ ra là có một chiếc máy bay cơ mà. Tại sao mình không sử dụng nó nha? Come on, let's go, let's go. Sao tôi qua được, cái cửa này không mở được. Cổng này tôi qua được, không qua được luôn. Nope, 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 nope. Nguy rồi, nguy rồi, nguy rồi, nguy rồi. Come on. Mẹ, nó cũng biết tôi là gọi bay rồi. Come on, chúng ta cần lẻ lên. Shit man, shit man. Nó đã phát hiện ra rồi. Lẹ 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 lẹ. Come on. Mấy thằng cảnh sát cũng ngu thiệt. Máy bay không khóa lại luôn. Yep. Let's go, let's go. Nó vừa phát hiện tôi có máy bay là nó ù tới. Mà có vẻ là tôi đã trốn thoát rồi đây. Come on, chúng ta cần nhanh thôi. Máy bay nó kìa, máy bay nó kìa. Chúng ta cần quẹo ra chỗ khác. No, 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 no. Come on, come on, come on. No, let's go, let's go. Tôi sẽ bay ra một cái hòn đảo xa xăm ở phía kia bên kia kìa. Anh em có thể thấy và tôi sẽ núp bên đó luôn. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Yes, let's go, chúng ta đã trốn thoát được. Nhảy thôi. Let's go baby, let's go. Come on, đáp xuống coi nào. Ôi, nói chung là kỹ thuật ráp dụ của tôi cũng chưa có gọi là khả quan cho lắm. Mà tôi vẫn còn cái bộ đồ này. Nhưng mà thôi không sao. Nói chung là ra tới đây là tôi có thể thay đồ bất cứ lúc nào mà. Tắm biển xíu thôi. Boom. Tôi đã trốn thoát thành công khỏi nhà tù. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.